chương trình kết hợp sức khỏe về tinh thần và cân nặng. Bạn đang gặp khó khăn trong việc giảm cân? Bạn có bị bệnh mãn tính không? Bạn có biết cách giảm cân không? Tăng cân là một trong những thử thách lớn nhất sau các tác dụng của việc điều trị ung thư vú. Đặc biệt đối với những bệnh nhân mãn kinh sớm và hoặc đang dùng thuốc hormone. Người ta cũng biết rằng tăng cân quá mức và mức độ hoạt động thể chất thấp có liên quan tới nguy cơ tái phát ung thư vú cao hơn. Do đó, điều quan trọng là kiểm soát tăng cân không mong muốn. Chương trình sức khỏe và cân nặng tích hợp của chúng tôi là một chương trình diễn ra trong 12 tuần để giúp các bệnh nhân ung thư sau điều trị cải thiện thành phần cơ thể của họ và trang bị cho họ các kỹ năng để tự mình sống một lối sống lành mạnh, bền vững. Tham khảo ý kiến bác sĩ ung thư hoặc bác sĩ của bạn nếu bạn đang cân nhắc và xem xét một chương trình giảm cân. Bác sĩ sẽ đánh giá nếu bạn phù hợp về mặt y tế cho chương trình. Trong lần thăm khám đầu tiên, các bác sĩ sẽ tiến hành các kiểm tra thể chất và đánh giá khả năng vận động, sức khỏe và sự sẵn sàng cho chương trình. Bác sĩ sinh lý học thể thao sẽ tiến hành kiểm tra sức khỏe chuyển hóa toàn diện cho bạn để đánh giá và đo lường thành phần cơ thể của bạn và các chỉ số chuyển hóa mà sẽ quyết định yêu cầu của bạn. Có 3 đặc điểm của sự chuyển hóa lành mạnh. 1. Khối lượng cơ thể khỏe mạnh. 2. Vòng eo không quá một nửa chiều cao. 3. Cơ thể tiêu hóa và xử lý thức ăn một cách hiệu quả. Chúng tôi sử dụng công nghệ y tế thể thao tiên tiến để đo lường chính xác và định lượng sức khỏe chuyển hóa của bạn, bao gồm phân tích thành phần cơ thể, tỷ lệ chuyển hóa khi nghỉ ngơi, kiểm tra tính hiệu quả chuyển hóa. Phân tích thành phần cơ thể cho biết bao nhiêu và nơi chất béo tích tụ chủ yếu. Tỷ lệ chuyển hóa khi nghỉ ngơi cho thấy cơ thể bạn đốt cháy bao nhiêu calo khi nghỉ ngơi. Kiểm tra tính hiệu quả chuyển hóa, đo được lượng chất béo bạn đã chuyển hóa trong khi nghỉ ngơi và khi tập thể dục. Kiểm tra sức khỏe chuyển hóa là lâm sàng, chính xác, có thể đo được, an toàn và hiệu quả. Bạn sẽ biết chính xác phải làm gì và làm thế nào để cải thiện sức khỏe và thể lực. Dựa trên đánh giá của chuyên gia vật lý trị liệu và kết quả kiểm tra sức khỏe chuyển hóa, huấn luyện viên thể hình lâm sàng sẽ đưa ra các bài tập phù hợp với bạn, yêu cầu bao gồm các bài tập aerobic để cải thiện tim mạch, tập nâng tạ để tăng sức mạnh và khối cơ và một số bài tập kéo giãn để cải thiện độ mềm dẻo và chuyển động. Chuyên gia dinh dưỡng sẽ phân tích chế độ ăn uống, đưa ra hướng dẫn và kế hoạch từng bữa ăn để cải thiện sức khỏe của bạn và đạt được mục tiêu giảm cân. Điều chỉnh lối sống và kiểm soát căng thẳng cũng sẽ được thảo luận với một chuyên gia tư vấn và được kết hợp với chương trình khi cần. Đội ngũ Onco Rehab sẽ huấn luyện cho bạn 5 hệ thống chính của chúng tôi: tập thể dục đúng, đi bộ thường xuyên, ăn đúng cách, thư giãn hàng ngày, ngủ ngon. Và họ sẽ giúp 5 thói quen này để đảm bảo tối ưu hóa sức khỏe chuyển hóa và đạt được hiệu quả giảm cân lâu dài. Trong chương trình 12 tuần này, chúng tôi muốn giúp bạn có một lối sống lành mạnh và bền vững.